Chiếc Lexus ES 2019 đầu tiên được đưa về Việt Nam có model là ES 300H. Cụm đèn hậu của xe, thì vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế như là những cái mẫu xe S gần đây của Lexus. Cụm đèn hậu full LED ạ. Nếu như chúng ta di chuyển vào ban đêm thì sẽ rất ấn tượng nhìn từ phía sau. Phần thân xe khá trường với bộ la răng hợp kim được sơn màu nhũ bạc 21 inch. Ngoài ra thì ES 2019 cũng được tích hợp các cái tính năng mới, ví dụ như cụm điều khiển được nâng cấp, một màn hình hiển thị head-up display ở trên kính lái mới. Phần đầu xe thì vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế của Lexus với lưới tản nhiệt hình con suốt, giải đèn LED tia sét rất đẹp. Bây giờ thì các bạn có thể thấy rõ hơn cái logo hybrid được làm ở cánh cửa phía sau. Phần đầu xe, nhìn từ góc trên cao cũng rất đẹp. Bây giờ thì tôi mời các bạn tiến sát hơn để chúng ta nhìn qua ô kính phần nội thất của xe. Màn hình 12,3 inch cỡ lớn ở chính giữa cái bảng táp lô trung tâm. Những cái đường nét thiết kế khá là giống với những mẫu Lexus gần đây. Và bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn nhìn ngắm lại một lần nữa xung quanh chiếc Lexus ES300H. Và các bạn cũng đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật thông tin về xe mới nhất tại thị trường Việt Nam.